Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5B. Bài đọc 1 bài chiếc sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 1 đến câu 5, câu 9 đến câu 11. Thiên Chúa phán: Hãy an ủi dân ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Dưới đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung thũng lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống. Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bây giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: Kỳ Thiên Chúa các ngươi, kỳ Đức Chúa căng lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền, bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử Chúa chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con người ấp ổ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Bài đọc 2, bài trích thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3 câu 8 đến câu 14. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin em đừng quên: đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng ví tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến. Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ tan chảy trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sống sao cho người thấy anh em tinh tuyển, không chỉ đáng trách và sống bình an. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cú xướng cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. Kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong giai đoạn 1 của mùa vọng, giai đoạn chờ đón Chúa Giêsu đến để hoàn tất nước Thiên Chúa của Ngài, mà chúng ta gọi đó là ngày tận thế. Và năm nào chúng ta cũng nghe giáo hội mời gọi chúng ta điều này, nghe riết rồi nhưng mà tận thế vẫn không thấy tới, nghe 2000 năm rồi mà vẫn chưa thấy ngày Chúa đến lần thứ hai. Nên có nhiều người có thể tự nghĩ rằng giáo hội chỉ là toàn là nói suông, thậm chí còn nói rằng Chúa Giêsu chỉ hù dọa, hứ lẹo. Bao đời cha ông cứ nói tận thế, rồi đâu có thấy tận thế đâu. Nên là có thể họ sẽ bỏ ngoài tai những lời này. Vậy Chúa có đến lần thứ hai hay không? Có tận thế hay không? Và tại sao lại trở mãi lại chưa thấy như vậy? Không biết cộng đoàn qua đây đợi tận thế không? Hay là ngay cái tận thế chúng ta đã sợ sốt rét rồi?
Thì sở dĩ Chúa đến có vẻ chậm trễ là bởi vì có nguyên do của nó. Và trong bài đọc 2, chính thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ, Ngài đưa ra chúng ta hai lý do. Lý do đầu tiên, Thánh Phêrô trích trong Thánh Vịnh 90: đối với Chúa thì một ngày cũng tựa như ngàn năm, và ngàn năm cũng tựa như một ngày. Tính ra lời Chúa hứa cách đây 2000 năm, và nếu như theo lời Thánh Vịnh này thì mới có 2 ngày thôi, chưa có lâu, và có thể còn 2-3 ngày nữa, có thể còn 1 vài ngàn năm nữa, nhưng thậm chí cũng có thể ngay ngày mai, ngay tối nay, chúng ta cũng không biết được. Nên đối với Chúa, ngàn năm cũng chỉ như một ngày, và một ngày cũng chỉ như ngàn năm. Và thậm chí khi lên thiên đàng rồi thì khái niệm và thời gian cũng không cần thiết, bởi vì lúc đó chúng ta đã sống đời đời kiếp kiếp, chẳng cổ, chẳng có khi nào kết thúc. Lý do thứ hai Thánh Phêrô đưa ra rằng Chúa xem ra có vẻ chậm trễ đến trong ngày tận thế là bởi vì Ngài muốn kiên nhẫn với những người lương dân, những người chưa biết Chúa. Chúng ta thấy riêng ở Việt Nam của chúng ta thôi, chỉ có khoảng 7% hơn một chút là biết Chúa thôi, theo Chúa thôi. Nhưng mà thậm chí cái số 7% đấy có khi cũng theo Chúa một vài phần trăm, cũng theo Chúa tà tà mà thôi. Vậy nếu Chúa đến thì con số 93% còn lại không biết sẽ như thế nào. Nên Ngài chờ đợi họ, và họ cũng mời, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy giúp cho họ nhận biết Chúa. Bên cạnh những người lương dân chưa biết Chúa còn có những tội nhân. Nếu như đang phạm tội mà Chúa đến thì thật là rất là căng thẳng cho những người tội nhân đấy. Ngài chờ đợi họ. Có thể là chúng ta đấy, có thể chúng ta đang là trong số những người Chúa chờ đợi để ăn năn sám hối, để sống tốt lành hơn, để sống tích cực hơn, không chỉ đi lễ đọc kinh giữ đạo cho mình cho khỏi mất đạo, mà Chúa còn muốn chúng ta sống đạo tích cực, sống đạo với niềm vui hân hoan, chứ không phải sống đạo một cách miễn cưỡng. Ngài chậm trễ là đợi chờ chúng ta, nên chúng ta phải biết đây là hồng ân Chúa ban. Vậy trong khi chúng ta chờ đợi Chúa đến, chờ đợi ngày tận thế, thì thái độ của chúng ta phải như thế nào? Bài đọc 2, Thánh Phêrô có đề nghị cho chúng ta. Ngài nói rằng trong ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Có nghĩa khi ngày đó không có còn những cảnh vật bình thường như chúng ta đâu. Muôn vật phải tiêu tan như thế thì em phải là những người tốt lành điều nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Những vật vô tri như là đá, như là núi rừng mà phải còn tiêu tan và tan chảy thì huống chi là chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta phải sống đạo đức và thánh thiện thì mới có thể vượt qua được những ngày đó, mới có thể vui mừng chờ đón. Còn ai đang sống trong tội lỗi, nghe Chúa đến, nghe tận thế thì sẽ run sợ. Nói Chúa từ từ, Chúa làm mau quá con theo không kịp. Và trong bài đọc 1 cũng như bài tin mừng thì ngôn sứ Isaiah cũng như trong bài theo Thánh tin mừng theo Thánh Marco đề nghị cho chúng ta phải dọn cho Chúa một con đường. Ngôn sứ Isaiah nói như sau: trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
Trong tin mừng Marco, Thánh Marco mời gọi: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Chúng ta thấy khi chúng ta để có thể di chuyển được nơi này qua một nơi khác thì chúng ta cần phải có những con đường. Và con đường nó càng thẳng, càng phẳng, càng rộng thênh thang thì càng dễ đi. À, chiều hôm qua sau khi dâng lễ cầu nguyện cho hội tận hiến, còn được một cái lời mời của giới doanh nhân đến cái chỗ nhà hàng Adora ở gần Lăng Cha Cả đó. Từ đây đi đến cái ngã tư Bảy Hiền thì đường rất là rộng, chạy rất là thoải mái. Nhưng mà qua khỏi ngã tư Bảy Hiền thì nó kẹt xe cứng ngắc. Đường thì rộng đấy, nhưng mà xe thì quá nhiều. Đi từ đây tới ngã tư Bảy Hiền tốn có khoảng chắc hơn 15 phút rồi, khoảng 20 phút. Nhưng mà từ ngã tư Bảy Hiền mà tới cái chỗ mà nhà hàng Adora nó có khoảng chắc cây hơn cây số mà cũng đi hơn 20 phút. Nếu như con đường nhiều vật nghẹn trở ngại thì đi rất là khó. Rồi cách đây khoảng 7-8 năm thì con lên trên Bảo Lộc, cha xứ của cái vùng đấy mời con đi vào trong rừng để chơi, để ngài nói đi bẫy chim nhưng mà thực sự đi vô đó để tham quan thôi. Mà đi con đường ở ngoài nó khoảng chắc 15 cây số, đi 5 cây số đầu thì rất thoải mái, nhưng từ cây số thứ 6 trở đi cậu toàn thấy đường thì rộng lắm mà như một cái hàng ghế mình á, nhưng mà chỉ có một cái bánh xe duy nhất đi được thôi, đi đúng một cái bánh xe đó thôi, lệch qua bên này lệch qua bên kia là lập tức xe nó chết máy, chân mà chống xuống mất dép luôn, tại bùn không à. Đi một lần đó bây giờ mà rủ đi hồi con quỷ con này cha con thua, đi một lần tận tới già mà cứ phải gồng như vậy đi, đi mà đọc kinh khó khăn. Đặt lúc đấy đến tiền nó mạnh lắm. Nhưng nói như vậy chúng ta thấy khi một con đường cho dù nó có rộng mà vật cản không đi được, hoặc là đường rộng nhưng mà nó xấu đi cũng chẳng xong, chưa kể là đường nó còn khúc khuỷu. Nên đó là những con đường vật lý chúng ta thấy rất dễ. Chúa mời gọi chúng ta phải dọn đường tâm hồn. Dọn đường tâm hồn có thể là chúng ta được mời gọi đi xưng tội. Rồi trong mùa vọng thường có tính tâm, chúng ta dành một chút thời gian để lắng đọng. Rồi trong lúc tính tâm hay là dành những thời gian đó, chúng ta thử xét lại cái tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta có đón nhận lời Chúa trọn vẹn không? Hay là lời nào tôi dễ sống thì tôi nhận, lời nào tôi khó sống thì tôi dẹp ra bên ngoài? Nếu như vậy thì đường của chúng ta vẫn còn nhiều ổ gà lắm, vẫn còn nhiều gồ ghề lắm. Và không chỉ dọn một con đường mà còn phải sửa cho thẳng. Chúng ta thấy đường mỗi lần muốn chỉnh sửa điều gì đó là phải giải tỏa, là phải đền bù, là phải san lấp mặt bằng thì mới có thể tạo thành một con đường thẳng băng được. Và ở đây ngôn sứ Isaiah còn nói rằng trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, nơi đó toàn là cát không, không có chân ở dưới đâu, nên phải đóng những cái cừ xuống thì mới ra mới có thể rải đá mà rải nhựa tạo thành đường được. Nên công rất là lớn nhưng mà vẫn phải làm, bởi vì Đức Chúa chỉ có thể đến với chúng ta khi chúng ta có được con đường đó. Những kiêu căng, những ghen ghét, những hằn thù, chúng ta được mời gọi hãy nhờ ơn Chúa giúp, hãy bỏ đi, hãy vượt qua, hãy tha thứ cho nhau, nối kết với Chúa và nối kết với tha nhân. Hãy chuẩn bị cho Chúa những tâm hồn như những hang đá mắm cỏ để chờ đón Chúa. Và trong giai đoạn này chúng ta chờ đón Chúa đến để hoàn thiện vương quốc của Thiên Chúa. Vâng, chúng ta tiếp tục đêm thánh lễ.
chúng ta tạ ơn Chúa và xác tín vào lời hứa của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đến lần thứ hai, và ngày đó là ngày tận thế. Có thể chúng ta không còn sống để chứng kiến ngày tận thế của thế giới, nhưng ngày tận thế của đời ta là lúc chúng ta chết, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết. Nên chúng ta được mời gọi, Chúa mời gọi phải sống thật là thánh thiện, bởi Ngài là Đấng Thánh. Và hãy dọn cho Chúa một con đường thẳng, rộng, để Ngài có thể đến nhanh với mỗi người chúng ta, bằng cách chúng ta xưng tội rước lễ, đặc biệt trong mùa bỏng này, bằng cách chúng ta tha thứ cho nhau, xét lại tương quan chúng ta với Chúa, với tha nhân, để nếu như còn những gồ ghề, còn những hố sâu, chúng ta được mời gọi hãy bật đi những gồ ghề và hãy san lấp những hố sâu trong tâm hồn, để nhờ đó Chúa có thể đến với tâm hồn của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Amen. Quý ông bà chị em, chào mấy chào các con thiếu nhi. Rồi vỗ tay to chào nhau đi. Chào vỗ tay. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mấy của mùa bóng? Rồi mời con. Đó trên này nhớ trên quan đúng rồi. Giai đoạn thứ nhất chờ đón điều gì con? Nghe tình thể chính xác, một giọng nói tay to, đúng rồi ha. Chúng ta đang sống trong giai đoạn thứ nhất, từ thứ nhật mùa vọng vào tuần trước đó, cho đến ngày 16, chúng ta chờ đón Chúa đến trong ngày tận thế, để Chúa hoàn thiện nước trời, và để có thể mang ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta, và để chuẩn bị Chúa đến thì đó là việc của Chúa rồi, nhưng mà để chúng ta chào đón Ngài thì chúng ta phải làm gì? Để chờ đón Chúa đến thì chúng ta làm gì? Có phải ở nhà ngủ khỏe không? Có phải cứ đi chơi suốt ngày không? Hay làm gì à, mời con? Chúng ta phải làm gì để chờ đón Chúa? Tôi cho là phải canh thức. Phải canh thức như tuần trước, đúng rồi, chàng có tay thật to. Nhưng mà như tuần này, lời Chúa dạy chúng ta phải làm một cái cách khác nữa. Rồi, mời con. Chúa dạy chúng ta làm gì trong tuần này? Tuần trước Chúa dạy chúng ta canh thức rồi, tuần này là gì? Dạ tôi cho là Chúa dạy cho chúng ta là phải đọc sẵn đường. Đọc nguyên câu xem. Rồi, chính xác, một chàng có tay to, đúng rồi ha. Đây là câu quan trọng và chàng cũng muốn điểm lại câu này để chia sẻ. Vì vậy nên là mời các con cũng như mời cộng đoàn chúng ta đọc cái câu lời Chúa hôm nay ha. Marco chương 1 câu 3, 2, 3. Dọn đường đã về nhà ngủ rồi, không có thấy sức nào làm sao dọn đường. Đọc to rõ thì chúng ta mới có đủ sức mà dọn đường cho Chúa nè. Đọc lại 2, 3. Lớn lên. Hay. Vậy Chúa Giêsu đi trên con đường nào? Có phải đi trên con đường Phạm Thế Hiển không? Chúa Giêsu đi con đường đặc biệt lắm, bạn nào biết được? Các bạn biết không? Rồi mời con. Rồi, cảm ơn con, được khoảng 50% ý rồi, cho nhà có tay ha. Bạn nào có ý khác, Chúa Giêsu đi trên con đường nào? Rồi, mời con. Chúa Giêsu đi trên con đường nào? Thương cha đầy yêu thương. Chính xác, con nhà có tay to, đúng rồi ha. Thiên Chúa là tình yêu, nên là Ngài đi trên con đường yêu thương. Và thể hiện cụ thể qua sự dấn
thân phục vụ. Thiên Chúa là tình yêu, nên ai đi trên con đường yêu thương thì đi trên con đường của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta sửa lỗi. Hồi nãy thì một bạn trong các bạn đã nói là chúng ta phải làm sạch những lỗi lầm, những cái thiếu sót, bỏ đi những cái tật xấu, ganh ghét này, đố kỵ này, rồi nói hành nói xấu nhau, rồi đánh nhau, rồi hiếp đáp nhau. Tất cả những cái cách đó là làm cho con đường nó bị cong queo, không đi được. Mấy ngày hôm nay, mấy tuần vừa rồi, đường Phạm Thế Hiển của chúng ta có chuyện gì biết không? Cưa đường, sửa đường nhiều lắm, đúng không? Nhà bà nào bị nạn? Ở trước cửa nhà thờ, trước cửa nhà thờ cách đây mấy ngày, họ che luôn cái cửa luôn, họ cưa hết cái phía trước luôn, để họ sửa đường, sửa ống nước. Cũng không rõ là họ làm những gì, nhưng mà sáng ra là không ra đi vào được. Nên là phải đường nó xấu, hay là đường có nhiều ổ gà, ổ vịt, nó là cái những cái thói hư tật xấu của mình đó, là phải sửa đi, là phải lấp đi. Kêu căng như là những ngọn núi đồi, chúng ta phải bạc xuống, phải sống cách khiêm tốn. Và không chỉ có vậy, không chỉ tránh những việc xấu mà chúng ta đã sửa được, mà chúng ta còn phải làm những việc tốt. Trong ngày hôm nay thì các con thử tưởng tượng xong mình có thể làm việc tốt gì? Trong ngày hôm nay là có thể làm được việc tốt gì? Rồi, mời con. Con đứng đây rồi, con đứng đồ sữa xuống nước lên, quan quan xuống dưới lên. Trong ngày hôm nay con có thể làm được việc tốt gì để sửa được cho Chúa? Trang trí giáng sinh, một đèn hoa tay, đúng rồi ha. Tưởng tượng thêm trong cái trang trí giáng sinh thì làm hành động cụ thể nào để có thể cho mình làm mình làm việc tốt. Rồi mời con, bạn đang đi đen ở ngoài trên chị Dung đó, con đứng lên. Con trong lúc trang trí giáng sinh con có thể làm chuyện gì để gọi làm việc tốt? Viết thiệp tặng Chúa, một tràng pháo tay, đúng rồi ha. Vỗ tay. Rồi một cái gợi ý khác để làm việc tốt cho những bạn xung quanh thì các con có thể làm việc gì trong ngày hôm nay? Alo. Làm hang đá, đó là làm cho Chúa rồi, làm cho giúp cho các bạn xung quanh đó, thì có những việc gì? Cây thông. Làm cây thông cũng là làm cho Chúa luôn rồi. Rồi mời con, bạn nữ đó, con bỏ khẩu trang đi, giờ nó còn nhìn vậy, nó có đeo khẩu trang chi, nhìn thấy tội con quá. Đúng rồi đó con đó, đúng rồi đó. Tôi nghe là giúp đỡ bạn. Giúp bằng cách gì? Phụ giúp bạn làm. Phụ giúp bạn làm. Rồi thấy bạn thiếu đồ thì con sao? Rồi, cảm ơn con, một lần có đây đi sát rồi ha. Các con thân mến, tuần trước Chúa đã mời gọi chúng ta canh thức để chờ đón Chúa. Tuần này Chúa mời gọi chúng ta hãy sửa con đường của tâm hồn của chúng ta. Chúa đi trên con đường yêu thương, chứ chẳng phải đi trên những con đường vật chất như là chúng ta hay đi trên đường Phạm Thế Hiển chẳng hạn. Chúa không đi con đường đấy. Chỉ những ai sống cho con đường yêu thương phục vụ, biết bỏ đi những tật xấu, ganh tị, nói hành nói xấu, đánh nhau, rồi hãm hại nhau, thì những con đường đó chắc chắn Chúa nó sẽ tạo thành những cái ổ gà hay là những cái hố sâu khiến cho Chúa khó có thể đi qua được. Chúa muốn chúng ta bỏ bớt những đó đi và tích cực trang hoàng trên con đường đó bằng những việc tốt. Một cái cụ thể trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tham dự một ngày hội trang trí Giáng sinh. Như những năm trước, ta thấy một số bạn đã làm được những việc tốt, như là chúng ta biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ những đồ dùng cho nhau. Thấy bạn không có ghét, không có tật hay là không có kéo, chúng ta cho bạn mượn. Nhưng mà cái bạn mượn nó cũng phải cố gắng nhớ mà trả lại. Bởi vì chúng ta mà lấy đồ của cái bạn kia thì chúng ta đang làm việc xấu. Mượn thì cũng phải sống trong tâm tình biết ơn bạn và sẵn xong gửi trả lại bạn. Làm sao để cho nó không có thiệt hại, giữ nguyên hiện trạng ha. Chứ xài xong mà
biết gãy kéo hư thì không được, nên chúng ta phải sống tốt một cách cụ thể nhất trong những hoạt động. Lát nữa đây ta sẽ quan sát xem là các bạn chúng ta đã sống cái những việc tốt đó chưa. Bạn nào thể hiện cái điều đấy chính là đang sửa đường cho Chúa, chính là đang dọn tâm hồn cho Chúa đến với mình, không chỉ là trong ngày hôm nay mà ít nhất là trong cái giai đoạn mùa vọng này để chuẩn bị chờ đón Chúa. Tâm hồn chúng ta phải xem lại, nếu như đặc biệt nếu như có những lỗi lầm thiếu sót, những tội lỗi thì đi xét mình xưng tội để làm hòa với Chúa, cũng như nếu thấy có xích mích với ai thì đi xin lỗi họ, nếu làm thiệt hại ai thì phải đền trả cho người đó. Làm như vậy chúng ta đang sửa đường Chúa, làm như vậy chúng ta đang dọn cho Chúa một hang đá tâm hồn để Chúa có thể ngự đến. Đặc biệt trong giai đoạn này Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào trong ngày sau thế của thế giới. Amen. Khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người này vào, nên họ mới lên mái nhà, dẫn nói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết là dưới đất này có người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mắt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi. Họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, quý bạn, anh chị em, các thiếu nhi rất thân mến, chúng ta đang sống trong mùa bóng, mùa để chờ đón Chúa đến. Vậy thiếu nhi tập trung cho mọi nào, chúng ta phải làm gì để chờ đón Chúa đến? Lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Giêsu muốn chúng ta làm gì? Rồi mời con làm gì? À, cái đó là ứng dụng bên ngoài thôi con. Trang trí Giáng sinh là một cái hoạt động bên ngoài thôi. Cha muốn hỏi chính lời Chúa, câu lời Chúa ngày hôm qua đó. Bạn làm mùa. Rồi, mời con. Cái gì không? Dọn đường cho Chúa. Đúng rồi, bạn nào có thể nói nguyên văn câu đó được này? Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, mở lối cho thần để người đi. Chúa muốn chúng ta dọn cho Ngài một con đường. Tuy nhiên, ai mà đã từng làm đường, ngày xưa thì còn gọi là thủy lợi, thì chúng ta sẽ biết là tốn công rất là nhiều và hy sinh thì vất vả lắm. Khi một cục đất làm chảy cả mồ hôi. Và hôm nay chúng ta thấy trong bài tin mừng có một cách dọn đường rất là đặc biệt, đòi hỏi một sự hy sinh rất là cao độ. Đó là chuyện của một người bị bại liệt. Thì Chúa Giêsu ngài giảng dạy ở trong một cái gia đình nào,
thì vì người quá đông nên là khi người bạn liệt được 4 người khiêng đến không thể tiếp cận Chúa được, không có con đường nào vào được, thì họ làm cái gì? Họ đã làm gì? Bạn nào biết họ đã làm gì? Như thế hôm nay đúng rồi, một trăm cái tay thật to chính xác à. Họ leo lên mái nhà. Ai lên mái nhà thì biết độ cao không thấy chóng mặt rồi. Leo lên đã mệt, lại còn kéo thêm người theo nữa, mà cái người đó lại nằm liệt trên giường, lại kéo cả cái giường lên, nên là rất là vất vả. Họ hy sinh ở cái chỗ này, họ phải leo lên và kéo một người khác lên. Và leo lên trên đấy thì đâu có biết mái nhà nó vững hay là không vững. Lỡ chẳng may nó sập thì sao? Hay là không sập mà khi thả cái giường xuống, lỡ bị Chúa lăn thì sao? Rồi bị mấy bà, mấy ông ở dưới cằn rằn, trách móc thì sao? Rất nhiều những hy sinh mà những người khiêng cái người bại liệt phải đối diện. Rồi không chỉ là họ, mà ngay cái người bại liệt cũng phải hy sinh thì mới có thể có đường đến với Chúa được. Bây giờ ai mà thử mà bị đau mà nằm trên giường thì sợ bị té xuống giường, mà cái giường đó mà khiêng đi khiêng lại rất là nguy hiểm. Khiêng trên đất đã nguy hiểm rồi, mà khiêng mà kéo lên mái nhà nữa thì nguy hiểm ngàn trùng. Té xuống là chỉ có mà đi chầu ông bà thôi, không có cơ hội đâu. Nên cái người bạn liên hợp để có con đường đến với Chúa Giêsu, anh ta cũng phải hy sinh, phải chấp nhận một cái nguy hiểm. Nên là mở đường đến với Chúa hay để Chúa đến với mình đều phải có những hy sinh. Những hy sinh đó lớn hay nhỏ tùy vào cái vị trí mà Chúa đặt để trong cái cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và điều này đúng cho tất cả mọi người. Ai muốn đến với Chúa hoặc là mở đường cho Chúa đến với mình đều phải có những hy sinh. Đi đến đây để dâng lễ, các con đã phải hy sinh rồi. Số lượng các con ngồi ở đây khoảng nhiều một nửa các bạn thôi. Các bạn học cái lý tối nay này, nên các con đã hy sinh hơn các bạn. Hy sinh thời gian, hy sinh sức khỏe. Rồi ba mẹ cũng phải hy sinh chở các con đến đây. Tất cả chúng ta muốn mở đường đến với Chúa đều phải hy sinh. Xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta nhận ra được cái hy sinh đó. Và khi nhận thì xin ơn căn đặc để chúng ta dám đối diện. Thực sự mở một con đường mới, như cái con đường mà mở nóc nhà hạ xuống, là cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi nhiều những căn đặc và hy sinh. Chúng ta cũng có thể đối diện với những khó khăn như vậy khi đến với Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết nỗ lực vượt qua những khó khăn đó để mở cho Chúa một con đường, để sửa cho Chúa một con lộ vừa thẳng, vừa rộng, vừa đẹp, để cho Chúa có thể đến với tâm hồn chúng ta. Amen. Bài đọc 1, bài trích sách ngôn sứ Isaiah chương 40, câu 1 đến câu 11. Thiên Chúa phán: hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô: trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, dưới đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, trốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Có tiếng nói: hãy hô lên. Tôi thưa: phải hô lên điều gì? Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. Cỏ héo hoa tàn, thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ, cỏ héo hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. Hỡi những kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Juda rằng:
Kẻ Thiên Chúa các ngươi, kẻ Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền, bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Kính thưa quý tu sĩ, quý bạn, chị em, các con thiếu nhi thân mến, bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, chúng ta đã được nghe bài này vào chủ nhật vừa rồi. Bài đọc này nằm trong bối cảnh vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Dân của Chúa lúc đấy rất là đau khổ. Đau khổ bởi vì lý do là trước đó họ tội lỗi, họ sống đạo hình thức, họ chỉ chú tâm vào các lễ tự, lễ tế thôi. Nhưng mà đời sống đức tin của họ thì nhạt nhẽo, lời dạy của Chúa thì họ không để ý. Đã có lần Giê-xu nói: các ngươi chú ý vào các thứ thuế, thập phân, bạc hà thì là rau húng, trong khi đó là lỗi đức công bình và lòng thương xót. Những cái điều luật quan trọng lớn thì họ không để ý, họ chỉ có ý đạo bên ngoài thôi. Nên nhiều ngôn sứ đã được Chúa sang đến để cảnh tỉnh họ, nhưng mà họ vẫn không thức tỉnh. Thế là Chúa qua tay của vua Babylon đã đến để mà đánh dân, phá hủy đền thờ, rồi bắt dân đi lưu đày Babylon. Và bên đó thì họ vừa nhục nhã bởi vì sống cảnh nô lệ, rồi lại vừa đau khổ bởi vì nước mất nhà tan, đền thờ chẳng còn, gần như họ cảm thấy tuyệt vọng. Và chính trong bối cảnh đó, Thiên Chúa đã sai đến một vị ngôn sứ theo sách về Isaiah. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, đây là một môn đệ của Isaiah, được gọi là môn đệ, được gọi là Isaiah đệ nhị. Và sống trong cái cảnh lưu đày đó, ông đã đưa ra, được Chúa sai đến để đưa ra những lời an ủi dân và mời gọi dân ăn năn sám hối để trở lại với Chúa, thì Chúa sẽ ban cho họ được sự giải thoát. Trong sách ngôn sứ Isaiah đệ nhị viết như vậy: mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện. Một lời mời gọi sám hối. Ngôn sứ dùng cái hình ảnh rất là đời thường, như là thung lũng, như là đồi cao, như là những chỗ gập ghềnh. Có thể liên tưởng đến thung lũng như là những ham muốn cao khác xấu xa của con người, muốn được thỏa mãn những cái dục vọng của mình, những cái khao khát về những cái điều xấu xa. Rồi núi đồi thì tượng trưng cho sự kiêu ngạo, kiêu căng, cứ luôn cho mình là đúng và mọi người phải vâng theo lời của mình mới được. Đấy là một cái tác dụng. Chỗ gồ ghề hay là nơi lồi lõm, nó tượng trưng cho cái đời sống đức tin, sớm nắng chiều mưa, vui thì cầu nguyện đi lễ, sống tốt lành, buồn thì bỏ tất cả, buông xuôi tất cả. Rồi các con thích thì đi học giáo lý, không thích thì đi chơi, thậm chí đến lớp không chịu học bài. Đó là một cái đức tin sớm nắng chiều mưa, cần phải được điều chỉnh, cần phải được điều tiết cho nó được quân bình. Những lời mời gọi đó một sĩ xa đã nêu lên, và khi làm được như vậy thì dân sẽ thấy vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, Chúa sẽ đến cứu họ và đưa họ trở về quê cha đất tổ, mở ra một con đường trong sa mạc, bởi vì từ Babylon mà về đất hứa rất là xa, phải đi qua những sa mạc hay là đồng hoang cằn cỗi. Lúc đấy Chúa sẽ mở cho họ một con đường để họ có thể trở về. Và nói dân Chúa năm xưa, chúng ta cũng liên tưởng đến chúng ta ngày nay.
trong tâm hồn chúng ta cũng có những hố sâu của những ham muốn bất chính. Chúng ta cũng có thể có những kiêu căng cho mình làm đúng, người khác làm sai. Chúng ta cũng có những chỗ gập ghềnh khúc khuỷu, những chỗ lươn lẹo trong cuộc sống để làm sao cuộc sống sống dễ dàng hơn, còn người khác như thế nào thì mặc kệ họ. Chúa mời gọi chúng ta trong những thời điểm này hãy sống trong mùa vọng, hãy chỉnh sửa những điều đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, vinh quang của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, và nhìn thấy thì chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ vinh quang ấy cho những người chưa biết Chúa. Amen. Chúa Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu cất tiếng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh hãy mang gánh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng nhiệt hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì anh tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, quý bạn, chị em, các con ấu nhi trên con thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày giữa mùa bóng. Thời điểm này thì giáo xứ đang tất bật công việc chuẩn bị Giáng sinh. Về mặt tâm hồn thì chuẩn bị cho việc cộng đoàn tĩnh tâm, rồi xưng tội, rồi mừng đại lễ. Ở ngoài xã hội thì cũng là tháng cuối năm, nhiều người phải vất vả tất bật để tất toán cho các công việc của mình, lấy nợ rồi trả nợ. Rồi học trò thì cũng chẳng yên. Các con có phải đang học kỳ thi học kỳ 1 đúng không? Đúng không? Thiếu nhi học trò thì đang thi. Ở nhà thờ cũng có thể có những cuộc kiểm tra giáo lý. Có thể nói gặp rất nhiều những thử thách, và thậm chí là những bực tức, những khó chịu. Bị người này nói xấu, bị người kia thêm bớt theo dịch. Gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy, những gánh nặng như thế, hoặc là những bực bội như vậy, thì chúng ta thường có xu hướng giải quyết những bực bội đó, những gánh nặng khó khăn đó như thế nào. Có rất nhiều những giải pháp. Có những người thì chạy đi tìm người này người khác để trợ giúp. Có những người thì than vãn cảm giảm. Có những người thì nói xấu lại người nói xấu mình. Hiện nay thì các bạn trẻ có cái xu hướng là truyền cái bực tức, cái khó chịu của mình lên các cái trang mạng xã hội. Đôi khi lên nó chửi động rồi đấy, mà không biết chửi ai. Có khi mình cũng giảm được một chút stress thật đấy, nhưng mà rất nhiều người đọc cái dòng thư đó, nó stress người ta, chuyển cái stress nó còn tăng lên. Nên là những giải pháp đó đều là những giải pháp ngọn, sẽ không trị tận căn tận gốc được. Hôm nay trong tiệc mừng Chúa Giêsu đề nghị cho chúng ta một giải pháp tận căn, để chúng ta có thể làm cho những cái gánh nặng, những cái khó khăn nhọc nhằn, những cái bực dọc của chúng ta vơi bớt, thậm chí là triệt tiêu hoàn toàn. Chúa Giêsu mời gọi rằng, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Ngài mời gọi tất cả chúng ta, nếu như phải những gánh nặng vất vả như vậy thì đến với Ngài, trao phó những gánh nặng đó cho Ngài, chính Ngài sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng, Ngài sẽ ban bình an, Ngài sẽ giúp chữa lành những thương tổn. Chúa Giêsu đến thế gian không có cất đi những cái khổ cực, không có cất đi những vất vả, mà thậm chí chính Chúa Giêsu xuống thế gian, Ngài cũng chịu muôn vàn những khó khăn cực khổ. Ngài đến không để cất đi những khó khăn, những gánh nặng đó, mà đến để chia sẻ cho chúng ta,
để giúp cho chúng ta, đồng hành cho chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Bởi vậy, để có thể điều trị tận tâm những khó khăn, vất vả, những gánh nặng, hãy đến với Chúa trong những giờ cầu nguyện. Mà nhớ là tốt nhất là cầu nguyện trong thinh lặng, kể lể chút chút thôi, dành thời gian để cho Chúa an ủi, xoa dịu mình. Cứ đặt từ khi vào cho tới lúc ra, Chúa không có một cơ hội nào để chen chân vào, thì Ngài cũng thật khó để an ủi chúng ta. Hãy dành thời gian nhiều cầu nguyện, đặc biệt trước những lúc đi ngủ, xếp mình rồi xin Chúa chúc lành cũng như chữa lành, thì chắc chắn những khó khăn đó sẽ vơi bớt. Về điểm này thì hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh Lucia. Ngài là một mẫu gương đáng cho chúng ta học hỏi về việc trao gửi những gánh nặng cuộc đời cho Chúa Giêsu. Thánh nữ Lucia sinh sống vào cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4 trong một gia đình quý phái ở tại Ý. Ngài mồ côi cha từ nhỏ và mẹ thì bệnh, mắc một bệnh nan y, đó là loạn huyết, và nghĩ rằng mình có thể sẽ không còn sống được lâu nữa, nên người mẹ vì thương con đã hứa gả con gái cho một cái người giàu có, nhưng người đó là ngoại đạo và sùng kính việc thờ tà thần. Đây là một gánh nặng đối với lại Thánh Lucia, bởi vì Ngài muốn khấn những mình đồng trinh cho Chúa, dâng trọn cuộc đời để phục sự Chúa. Bây giờ nói với mẹ cũng không được, mà chẳng biết nói với ai, mà trách móc than van cũng chẳng được lợi ích gì. Nên là Thánh nữ đã trao phó tất cả những khó khăn gánh nặng đó lên cho Chúa, cầu nguyện với Chúa Giêsu để Ngài thương, Ngài giải thoát, Ngài giải thoát Thánh nữ khỏi cái gánh nặng này này. Và thời cơ đã đến. Lần đó hai mẹ con đi hành hương, và trong lúc cầu nguyện thì được sự soi sáng của Thiên Chúa, đặc biệt là ở đấy có mộ của Thánh Agatha, và Thánh nữ đã nghe được sự soi sáng rằng mẹ đã khỏi bệnh. Và Thánh nữ đã ra nói với mẹ, và thật sự bà đã được khỏi. Sau đó Thánh nữ tiết lộ rằng cái ý muốn của mình như vậy, và người mẹ cũng không có quyết để mà gặp con nữa, bởi vì phép lạ bà đã đón nhận, bà đã cảm nhận được điều đấy. Sau đó hai mẹ con từ hôn và muốn dùng cái của cải để lại để làm việc bác ái. Thế là cái người con trai được hứa hôn đó khó chịu, đã kiện Thánh nữ là người có đạo. Lúc đấy thì cần kiện như vậy là bị bắt và có thể bị giết. Và thế là Thánh nữ bị đưa ra trước mặt ông vua quan ngày đó. Và ông quan ông buộc Thánh nữ bỏ đạo, nhưng mà Thánh nữ không bỏ đạo. Rồi người con trai cũng dụ dỗ và nói rằng mình yêu Thánh nữ lắm, và đặc biệt là yêu đôi mắt của Thánh nữ. Và chuyện, một cái truyền thuyết kể rằng Thánh nữ lúc đấy móc mắt cho luôn. Chúng ta thấy ở trên hình có hai con mắt ở trên cái đĩa đó, là cái câu chuyện này kể lại. Nhưng mà Chúa lại ban cho Thánh nữ được hai con mắt khác. Tức là ông quan cũng biết là không có dụ dỗ được như vậy, nên là ra lệnh lôi Thánh nữ đi vào nhà chứa. Nhà chứa là đi vô đặt bán dâm, nhưng mà không ai lôi Thánh nữ đi được, bởi vì Chúa ban cho Thánh nữ thân xác trở nên nặng nề, không ai khiêng đi được. Rồi ông quan ấy lại truyền thiêu đốt, nhưng mà lửa cũng không bén lên Thánh nữ luôn. Và ông quan ông phải lấy gươm, ông sang người lấy gươm đâm vào cổ của Thánh nữ cho đến chết. Thánh nữ đã tự đạo, trở thành một trinh nữ tự đạo với gương đặc biệt như vậy. Ngài luôn gánh bó và trao phó những gánh nặng của cuộc đời, những khó khăn thử thách cho Chúa, như lời Chúa Giêsu, cho dẫu rằng Ngài phải mất mạng, nhưng chắc chắn Ngài có bình an, có niềm vui, và được giáo hội tôn phong lên làm thánh trinh nữ tự đạo. Xin Thánh Lucia trinh nữ tự đạo cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta biết bắt chước Ngài, trao phó những gánh nặng cuộc đời chúng ta cho Chúa qua những lời cầu nguyện.
qua những thánh lễ và những hy sinh bác ái hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen. Chúa Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải bị thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đồng ngực khóc than. Thật vậy ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, quý bạn, chị em, trong lần tĩnh tâm các linh mục vừa qua, lúc chuẩn bị kết thúc, Đức Tổng Du Xe có huấn nhủ với các cha một điều. Ngài nói rằng: các cha cứ yên tâm, khi mà con nhận cái đơn từ thư kiện từ các giáo xứ gửi lên thì các cha con chưa có quyết định liền, mà con cần thêm thời gian để lắng nghe rồi điều tra, rồi nếu cần còn phải trao đổi với quý cha nữa, rồi sau đó mới có những cái quyết định, những cái xác quyết cụ thể để đưa ra giải pháp. Tại sao Ngài lại nói như vậy? Bởi vì có một lý do rằng trên cuộc đời này không ai có thể sống mà hài lòng tất cả mọi người. Chúa Giêsu sống mà còn bị người ta chê thì huống hồ những người khác. Chúng ta thấy trong bản tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cái gương của Ngài cũng như là gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đây là hai con người rất là đặc biệt, rất là gương mẫu trong đời sống đức tin. Và có thể nói trong chương trình ơn cứu độ thì gần như là hai nhân vật chính. Ấy vậy mà với Gioan Tẩy Giả, người ta cũng chê ông này không ăn không uống, nên là người ta chê là ông Gioan Tẩy Giả bị quỷ ám. Chúa Giêsu thì cũng ăn uống rồi cũng sống hòa nhịp với những người khác, thì người ta lại chê rằng đây là tay ăn nhậu, bạn bè với phường thu thuế và quân tội lỗi. Bây giờ vậy như vậy thì còn ai để mà người ta khen hết được? Chúa Giêsu còn như vậy thì huống hồ như các cha. Vâng, sở dĩ mà người ta chê bất kỳ một ai, cho dù người đó có tốt cấp mấy, vẫn có điểm để chê. Bởi vì bản chất con người là bất toàn. Xin thưa rằng Chúa Giêsu hoàn hảo như vậy mà còn bị chê, chứ đừng nói là những con người bất toàn khác. Tuy nhiên có một lý do khác sâu xa hơn, đó là người ta nghĩ mình đúng và người khác khác với mình thì người đó sai. Khi mà nghĩ như vậy thì rất nhiều những lời ra vào khen chê đôi khi không có căn cứ, mà lấy mình làm căn cứ thì thua. Để có thể sống dung hòa thì cần phải có một tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn đó đối với mỗi người chúng ta đó là gương sống của Chúa Giêsu. Khi chúng ta cần nhận định một ai đó thì phải xem người đó suy nghĩ và hành động có ngược lại với Chúa Giêsu không, có sai tin mừng không, sai với lời Chúa hay không. Nếu sai, chúng ta có quyền góp ý, thậm chí chê bai nếu cần thiết. Còn nếu họ chỉ khác mình mà không gì ngược lại với lại suy nghĩ và hành động của Chúa Giêsu thì đó là một lối sống khác. Và nói mạnh hơn, thậm chí chúng ta phải đến học hỏi họ, có khi họ sống như vậy lại có một sự thành công khác. Người hướng ngoại thích giao thiệp có cái lợi thế riêng, nhưng mà người hướng nội ít nói trầm tính lại có những lợi thế riêng, không thể bắt ai giống như ai.
Nếu như đi ngược lại với Chúa, ngược lại với tin mừng thì hãy chê, thì hãy góp ý, nhưng mà tốt nhất nên cầu nguyện cho người đấy. Còn nếu như khác mình chẳng sao cả, bởi vì mình không phải là tiêu chuẩn của mọi người. Đến đây thì chúng ta tối hôm nay chúng ta có một buổi họp giữa quý cha, quý tu sĩ cũng như là hội đồng mục vụ mở rộng của quý chức cũng như là ban điều hành của các giáo họ cũng như ban điều hành của các hội đoàn. Chắc chắn sẽ có những chi tiết điều chỉnh hay là có những bổ sung, có thể làm thay đổi một chút về những cái sinh hoạt thường ngày. Chúng ta đừng vội chê, đừng vội chê, bởi vì nếu như không ngược lại với giáo huấn của Chúa, thậm chí còn đi đúng cái đường hướng của Đức Tổng đang định hướng, thì không chỉ không chê mà chúng ta phải nỗ lực góp vào để cho cái việc cải tổ cải thiện đó nó càng ngày càng tốt hơn, giáo xứ càng ngày càng đi lên hơn. Trong mọi sự hãy thống nhất trong điều chính, hãy tương nhượng trong những điều phụ và bác ái trong mọi sự. Amen.